gì xảy ra khi mà chúng ta ăn thanh long mỗi ngày? Có lẽ đây là một cái món ăn rất là ngon đối với người Việt Nam của chúng ta, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là chúng ta ăn chúng ta chỉ biết là ngon thôi, nhưng mà thực tế là phía trong nó cũng có rất là nhiều những cái tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta. Cái đầu tiên là gì? Đó là trong cái thanh long ấy, nó có chứa rất là nhiều cái chất xơ, nó bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thế thì cái chất xơ của nó vừa nằm ở trong cái ruột của thanh long và nó ở trong cả cái hạt của cái thanh long này. Nên rất là nhiều người ăn thanh long bỏ hạt là nó sẽ không còn cái tác dụng của chất xơ nữa đâu. Thế thì khi mà chúng ta bổ sung cái chất xơ đấy thì nó có cái tác dụng gì? Thứ nhất, nó sẽ là giúp cho cái việc mà cái hệ thống tiêu hóa chúng ta sẽ được tốt hơn, hạn chế cái tình trạng mà táo bón. Cái thứ hai là trong cái thanh long nó có cả cái chất xơ mà hòa tan ấy, thì nó có thể nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cái vấn đề liên quan đến mỡ máu của chúng ta. Nên là khi mà chúng ta ăn thanh long, nó vừa làm cho cái việc mà tiêu hóa tốt hơn, hạn chế táo bón, mà lại có cả hỗ trợ cả cái bệnh lý liên quan đến cái mỡ máu của chúng ta nữa. Cái thứ hai là gì? Đó là ở trong cái thanh long ấy thì nó có chứa rất là nhiều những cái chất chống oxy hóa, bao gồm thứ nhất là vitamin C này, một số những hợp chất chống oxy hóa như flavonoid này. Thì những cái hợp chất chống oxy hóa đấy nó có khả năng bảo vệ cái tế bào của chúng ta, và từ đấy nó có khả năng ngăn chặn những cái vấn đề liên quan đến cái bệnh lý về tim mạch. Nên nếu như mà chúng ta ăn thanh long thường xuyên thì nó cũng sẽ là rất là tốt cho cái bệnh lý tim mạch của chúng ta. Tiếp theo nữa của chúng ta là gì? Đó là nó không giống như một số những hoa quả khác, thì thường là trong hoa quả nó có hàm lượng đường ở trong đấy, đường, nước, vitamin và khoáng chất, thì trong thanh long nó có thêm cả cái protein ở trong đấy nữa, tức có cả chất đạm ở trong quả thanh long nữa. Thế thì cái protein ở trong cái thanh long thì nó là một cái nguồn để nó tổng hợp lên những cái cơ bắp của chúng ta, những cái mô cơ ở trong cơ thể của chúng ta, thì đấy cũng là một trong những cái tác dụng của cái thanh long đối với sức khỏe của chúng ta. Tiếp theo nữa là những người mà có những vấn đề liên quan đến thừa cân và béo phì ấy, thì chúng ta khi mà chúng ta bổ sung cái thanh long ấy thì cái chứa hàm lượng calo trong thanh long nó cũng khá là thấp, thì khi mà chúng ta bổ sung vào thì nó sẽ làm cho cái việc mà chúng ta tăng cái cảm giác no lên, thì nó sẽ hạn chế cái việc mà chúng ta cung cấp cái nguồn calo từ những cái nhóm thực phẩm khác. Thì đấy cũng là một trong những cách để mà chúng ta kiểm soát cân nặng khi mà chúng ta ăn cái thanh long. Tiếp theo nữa đó là những người mà chúng ta có cái bệnh lý về xương khớp, nó cũng thanh long thì nó rất là tốt cho xương khớp, bởi vì trong cái thanh long ấy nó có một số những cái vitamin và khoáng chất như là magie này, canxi này, thì nó sẽ là bổ sung cho cái việc mà xương khớp của chúng ta, thì nó rất là tốt cho cái bệnh lý về xương khớp. Thì đấy là một số những cái tác dụng của cái thanh long đối với sức khỏe. Tuy nhiên thì nó có một số những cái lưu ý như thế này, đó là thanh long thì nó có khả năng nó giúp chúng ta lợi tiểu, nên là những người mà chúng ta mà đã mất ngủ vì đi tiểu nhiều ấy, đi tiểu đêm nhiều ấy, thì chúng ta nên hạn chế ăn thanh long vào buổi tối, nó làm cho chúng ta dễ đi tiểu và thức dậy đi tiểu nhiều lần. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là một số những người mà chúng ta đang sử dụng những cái thuốc giảm đau nhóm NSAID ấy, thì khi mà chúng ta người ta thấy là có một số những trường hợp khi mà chúng ta đang dùng cái nhóm thuốc đấy mà chúng ta ăn cái thanh long ấy, thì nó có những cái phản ứng với cái thuốc đấy và có thể dẫn đến một số những tình trạng như là tiêu chảy, thì chúng ta cũng sẽ là cân nhắc đối với những trường hợp mà chúng ta đang sử dụng những cái thuốc thuộc cái nhóm NSAID đấy. Một số những cái lưu ý khác nữa là nhiều khi mà chúng ta ăn cái thanh long đỏ xong chúng ta thấy là đi tiểu ra cái màu đỏ, đúng không nhỉ? Thì tuy nhiên thì cái này nó sẽ không có vấn đề gì cả đâu, không quá lo lắng về cái vấn đề này. Nhiều người cứ tưởng là chúng ta đi tiểu ra máu nhưng mà không ảnh hưởng gì cả, sau đó nó tự nó hết thôi. Thì đấy là một số những cái tác dụng của thanh long đối với sức khỏe của chúng ta. Hy vọng là khi mà chúng ta xem được cái video này thì chúng ta sẽ biết hơn về một số những cái thực phẩm, những cái hoa quả ở Việt Nam chúng ta mà tốt cho sức khỏe của mình. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.